Tất diệt Long Đế chương 1046, có tài đức gì? Quân gia và hạo gia chết mất 7 người, mười mấy người thụ thương, chiến sự vô cùng thảm thiết. Quân Hồng Diệp và hạo trường quận vẫn rất hài lòng với cái chiến tích này, mặc dù hai tộc chết mất 7 vị địa tiên, nhưng những tổn thất này có thể dễ dàng lấy lại từ trong tay lãnh gia. Nếu như không lấy lại được, vậy thì tắm máu toàn bộ Trung Hoàng giới, tóm lại không thể hy sinh một cách vô ích. Tìm một số người truyền lời ra. Quân Hồng Diệp phất tay nói. Thông báo toàn bộ Trung Hoàng giới, lần này ngũ đại gia tộc quân, hạo, ngô, lý chúng ta hành động, chỉ vì giải cứu lục ly. Chuyên môn nhằm vào lãnh gia, tuyệt không xâm phạm các gia tộc còn lại, nếu như các gia tộc còn lại dám sang bậy, ngũ đại gia tộc chúng ta không ngần ngại triệu tập toàn bộ cường giả trong gia tộc và triệu tập các gia tộc còn lại, liên hợp ấm máu Trung Hoàng giới. Ngũ đại gia tộc liên thủ hành động, cộng thêm hiện tại đã đánh hạ hỗn độn thành, nên cho quân hồng diệp lực lượng mạnh mẽ đúng như lời hắn nói nếu như các gia tộc còn lại của trung hoàng giới dám sàng bậy hắn sẽ dễ dàng triệu tập mười mấy đại gia tộc liên hợp tắm máu trung hoàng giới rất nhiều người sẽ băn khoăn khi giúp người gặp nạn nhưng sự tình dệt hoa trên gấm thì mọi người lại vui lòng đi làm huống chi sau khi dệt hoa trên gấm nhóm người này cũng có thể tham dự thịnh yến cướp đoạt từng đám quân hầu cảnh nhân hoàng mang theo ý tứ trong lời nói của quân hồng diệp chạy ra hướng bốn tám hướng truyền đạt tình huống bên trong hỗn độn thành chỉ hai ngày thời gian tin tức đã truyền khắp toàn bộ trung hoàng giới như tuyết rơi toàn bộ trung hoàng giới một mảnh xôn xao vô số gia tộc thấp thỏm lo âu ai biết quân hồng diệp nói thật hay giả ngộ nhỡ là bí mật mưu đồ hành động mục đích là muốn tiêu diệt toàn bộ đại gia tộc trung hoàng giới chiếm lấy trung hoàng giới thì sao cùng lúc đó cái tên lục ly cũng truyền khắp trung hoàng giới bởi vì lần này quân hồng diệp đưa ra cái cớ vì giải cứu lục ly mà đến. Sư xuất nổi danh Nếu như vô sự nhất lên đại chiến, sẽ rất dễ bị các giới diện liên hợp nhau tấn công. Trong lịch sử đại chiến giới diện đều có danh nghĩa, ít nhất ngoài mặt phải có một cái cớ đường hoàng. Lần này tìm cớ gì đây? Chẳng lẽ nói ngũ đại gia tộc bị uy hiếp phải tấn công lãnh gia? Chuyện này sẽ làm cho thể diện mấy đại gia tộc bị mất hết. Cho nên quân Hồng Diệp tìm Lục Ly làm bia đỡ đạn, về phần lấy cớ này có khiến người ta tin tưởng hay không vậy thì không sao lãnh gia muốn giết lục ly bọn họ muốn bảo vệ lục ly chỉ đơn giản như vậy thậm chí lục ly là người nào cũng không quan trọng bọn họ chỉ cần một cái cớ mà thôi trên thực tế mọi người cũng không quá để ý việc giải cứu con cháu các gia tộc đương nhiên nếu đã xúc động khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu ra thuận tiện băm vằm lục ly mục đích quan trọng nhất là tìm được một cái cớ cướp bóc siêu cấp đại thế gia trăm vạn năm như lãnh gia một phen ngũ đại gia tộc liên thủ xuất động không có giá cả thích hợp ngũ đại gia tộc sẽ quyết không bỏ qua sau khi tin tức truyền ra tộc trưởng vô số gia tộc trong trung hoàng giới động tất cả đều tề tụ ở đế đô phùng hoàng triều phùng đế thành bàn luận đối sách muốn chiến hay hòa đều phải bàn bạc sở dĩ tới vùng gia mà không phải đi tề gia hay lãnh gia là bởi vì lãnh gia là đối tượng ngũ đại gia tộc cùng tiến công quan hệ giữa tề gia và lãnh gia không tệ rất có thể sẽ xuất binh giúp đỡ bàn bạc hai ngày nhưng không có đưa ra được kết quả gì quân hồng diệp nói không sai nếu như bọn họ triệu tập các đại gia tộc mà nói tắm máu trung hoàng giới rất đơn giản lãnh hoàng triều phát ra thông báo giận dữ mắng mỏ ngũ đại gia tộc đồng thời phát ra lệnh triệu tập thỉnh cầu các đại gia tộc tề tụ ở lãnh đế thành cùng nhau đối địch đồng thời thông qua truyền tin trận bí mật đến thần hoàng giới và các giới diện còn lại, thỉnh cầu các gia tộc liên hợp trấn áp ngũ đại gia tộc. Rất nhanh tề gia đã hưởng ứng, tuyên bố liên hợp lãnh gia kháng địch, hô hào trung hoàng giới liên hợp lại, đối kháng ngũ đại gia tộc. Hơn nữa phản công địa hoàng giới, báo thù rửa hận. Ba ngày trôi qua, cường giả hai đại gia tộc huyền minh giới tới, qua hồi lâu cường giả ngô gia ma hoàng giới cũng hạ xuống hỗn độn thành. Không chỉ là cường giả ngô gia, mà ma hoàng giới còn có một cái siêu cấp gia tộc tới đó là trần gia tộc trưởng trần gia trần vô thiên tự mình dẫn đội tới tham gia trận thịnh yến cướp bóc này ngũ đại gia tộc biến thành lục đại gia tộc đám người điên ma hoàng giới có hai cái gia tộc tới các đại gia tộc tụ tập ở phùng đế thành hơi kinh sợ ban đầu có rất nhiều người kêu gào đi lãnh đế thành cùng quyết một trận tử chiến với ngũ đại gia tộc nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn im lặng hiển nhiên chuẩn bị sống chết mặt bay Hai ngày sau, cường giả lục đại gia tộc cùng động, bọn họ không ngồi truyền tống trận đi lãnh đế thành, bởi vì đầu truyền tống trận bên lãnh đế thành đã hủy diệt. Lão tổ nhâm gia huyền minh giới xây dựng một cái cổ trận thần kỳ, có thể xuyên qua hư không, không ngừng truyền tống đến lãnh đế thành. Lục đại gia tộc để lại một vị lão quái hóa thần cảnh và năm vị địa tiên trấn giữ hỗn động thành, những người còn lại ngồi cổ trận tộc trưởng nhâm gia xây dựng, một đường truyền tống về phía bắc. Lục đại gia tộc rất thông minh, trên đường không có kích sát bất kỳ võ giả, không có cướp bóc bất kỳ một tòa thành trì nào, nói rõ họ chỉ nhắm vào lãnh gia. Điều này làm cho các gia tộc còn lại của Trung Hoàng giới càng không dám động, nội tâm còn sót lại một chút may mắn, hy vọng lần này lục đại gia tộc chỉ vì lãnh gia mà đến. Lãnh gia hoàn toàn luống cuốn rồi. Bởi vì Trần Gia Ma Hoàng giới đến, nên lúc đầu Tề Hoàng Triều nói xuất binh, lúc này lại chậm chạp không có cường giả tới đây tăng viện tộc trưởng lãnh gia lãnh tinh chính xuất quan tiếp quản đại quyền lãnh gia từ trong tay lãnh thiên hận mở lối đi bí mật ra nhanh chóng dời phụ nữ và trẻ em lãnh gia đi bất kể trận chiến này thắng hay là thua lãnh gia không thể hủy diệt chỉ cần dời con cháu trẻ tuổi lãnh gia đi lãnh gia lại nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong giới diện bí mật vài ngàn năm rất nhanh lãnh gia sẽ có thể cuộc khởi lần nữa đến lúc đó có thể trở lại trung hoàng giới đại thế gia trăm vạn năm sẽ không dễ dàng nhận thua cường giả lãnh gia đều đi ra, chuẩn bị cùng chết cùng sống với lãnh đế thành. Trong lòng đám người lãnh gia đều có một cái nghi hoặc, vì sao lục đại gia tộc lại đưa ra khẩu hiệu vì lục ly mà đến. Lãnh gia không biết lục ly khống chế con cháu các gia tộc, cho nên bọn họ không nghĩ ra đến tận cùng lục ly có tài đức gì. Khiến lục đại gia tộc liên thủ xuất động bảo vệ hắn. Chẳng lẽ là quan hệ đến huyết hoàng? Huyết hoàng uy danh hiển hách, nhưng người lãnh gia không cho là huyết hoàng có lực hiệu triệu mạnh như vậy, có thể mời được lục đại gia tộc ra mặt. Bất kể là nguyên nhân gì, chiến sự đã tới, lãnh gia không thể lui được. Triệu tập toàn bộ cường giả nghênh chiến, thậm chí còn triệu tập cường giả tiềm tu, lánh đời ở trong tiểu giới diện đều tới đây. Đại thế gia trăm vạn năm, có được nội tình mạnh không phải bình thường. Bí thuật xuyên qua hư không của lão tổ nhâm gia rất mạnh, chỉ hao tốn vẹn vẹn hai ngày thời gian, hơn 100 cường giả đã truyền tống đến xung quanh lãnh đế thành. Nhóm người không có vội vã đi công thành, mà bay thẳng về phía bắc, đi tấn công cửa vào cổ thần cấm địa. Bọn họ không quên mục đích tới lần này, trước đánh hạ cửa vào cổ thần cấm địa, cứu con cháu mình ra, sau đó tại từ từ chơi đùa với lãnh gia. Khoảng cách đến khi đám người lục ly truyền tống ra chỉ còn 2 ngày, hơn 100 vị cường giả đã tới ngọn núi lớn phía bắc lãnh đế thành, nhẹ nhàng chém chết mấy vị nhân hoàng lưu lại ở chỗ này. Ban đầu bên này có địa tiên, nhưng đã bị lãnh gia triệu tập trở về. Hồi lâu sau, lãnh gia phái sứ giả tới, đàm phán. Sở dĩ lục đại gia tộc không có lập tức tấn công lãnh đế thành, quả thật là chờ lãnh gia tới đàm phán. Dù sao giết địch 3.000 cũng tự tổn 800, nếu như có thể không đánh mà thắng, có được đầy đủ lợi ích, mọi người vui vẻ tới, vui vẻ đi, cớ sao không làm. Lục đại gia tộc bàn bạc một phen, mở danh sách đưa ra điều kiện, chỉ cần lãnh gia đồng ý trả giá những linh tài bảo vật này, bọn họ lập tức rút lui. Sứ giả lãnh gia vừa nhìn danh sách, liền học máu đương trường. Lục đại gia tộc đưa ra cái giá trên trời, mở miệng như sư tử ngoạm. Cho dù bán cả lãnh gia cũng không đủ đồ vật trên danh sách. Đương nhiên, sau khi đưa ra giá trên trời tiếp theo sẽ là trả giá, chỉ cần lục đại gia tộc chịu nói chuyện, chỉ cần song phương đồng ý giá cả, vậy thì có khả năng đàm phán chỉ cần điều kiện không tính là quá phận tự nhiên lãnh gia sẽ không muốn gây chiến dù sao nhóm cường giả này chiến tử ít nhất lãnh gia cũng cần vài ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí sứ giả lãnh gia trở về dù sao lục đại gia tộc cũng không vội trước hết chờ lục ly truyền tống đi ra hoàn toàn giải cứu con cháu mình rồi hãy nói con cháu các gia tộc trở thành hồn nô của lục ly nhưng cường giả các gia tộc cũng không có gấp lục ly chỉ là một tên quân hầu cảnh đối với bọn hắn mà nói không khác biệt con kiến hôi chỉ cần bắt được lục ly thì sự tình còn lại đều đơn giản các gia tộc phái tới rất nhiều lão quái có được rất nhiều thần thông nghịch thiên có cả trăm loại biện pháp có thể khống chế lục ly khiến lục ly thu hồi hồn dẫn như vậy là con cháu của gia tộc bọn họ được cứu rồi lục ly ở trong cổ thần tấm địa hôm nay cũng từ bên trong phong động đi ra hắn sẽ phải lập tức truyền tống đi ra ngoài sống hay chết liền xem ngày mai Hắn triệu tập tất cả mọi người, để nhóm người lấy ra không gian giới và bán thần khí, Lục Ly tịch thu toàn bộ. Mặc dù hắn chết những thứ này sẽ rơi vào tay người khác, nhưng ngộ nhỡ đám người kia truyền tống về giới diện của mình thì sao? Ầm. Uhm. Thiên Tà Châu sáng lấp lánh, tất cả mọi người được thu vào bên trong Thiên Tà Châu. Lục Ly bảo nhóm người ở trong đại điện đừng động linh tinh, nếu không tác động linh phong, đám người kia sẽ phải chết. Vù vù. Sau khi thu toàn bộ người vào, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn lên trời cao, an tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Hơn 100 cường giả tụ tập trong lòng ngọn núi lớn, chỗ cửa vào cổ thần tấm địa nằm ở phía bắc lãnh đế thành. Trừ mấy vị địa tiên ẩn nấp ở bên ngoài ra, những người còn lại đều ngồi ở trong đại điện lặng lặng đợi chờ. Kỳ thực xung quanh ngọn núi lớn này có rất nhiều thám báo ẩn nấp, nhưng cường giả bên trong đều không để ý đến. Những người này đều là thám báo các đại gia tộc Trung Hoàng giới, cường giả lục đại gia tộc không có giết những thám báo này, chính là muốn chấn an các gia tộc. Cho thấy bọn họ chỉ vì lãnh gia mà đến, không có ý xâm phạm Trung Hoàng giới. Thời gian trôi qua từng chút một, đám hóa thần và địa tiên phía trong tòa thành cũng không quá khẩn trương, an tĩnh chờ đợi, thậm chí mấy lão quái còn nhập định tu luyện. Đến giữa trưa, rốt cuộc truyền tống môn cũng sáng lên, những lão quái kia vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng như cũ, còn địa tiên lại khẩn trương lên, có mấy vị địa tiên còn phóng ra vực trường trước. Ầm. Uhm. Truyền tống môn sáng lấp lánh, một người trẻ tuổi ngưng hiện ở phía trong tòa thành, một mình Lục Ly bị truyền tống đi ra. Hưu. Tại một khắc Lục Ly xuất hiện, một bàn tay khô gầy nắm lấy cổ hắn nhanh như chớp. Trước khi Lục Ly kịp phản ứng, bàn tay khô gầy này đã nắm lấy cổ hắn sách lên một luồng năng lượng kỳ lạ trào vào bên trong thân thể lục ly phong ấn bản mạng châu và huyền lực của hắn cùng lúc đó một bàn tay khô gầy khác nắm lấy đầu lục ly một luồng năng lượng màu vàng tràn vào bên trong hồn đàm lục ly bao vây hồn đàm hắn lại thấy một màn như vậy các địa tiên còn lại như trút được gánh nặng chỉ cần bắt được lục ly sự tình còn lại sẽ dễ xử lý sau khi cứu được con cháu gia tộc mình là có thể yên tâm cướp sạch lãnh gia rồi ồ bỗng nhiên trên mặt địa tiên bắt được lục ly lộ ra một chút kinh nghi linh hồn lực của hắn tràn vào bên trong hồn đàm lục ly muốn khống chế linh hồn của lục ly lại phát hiện một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng hồn lực cường đại của hắn không cách nào xâm phạm hồn đàm lục ly bên ngoài hồn đàm lục ly lóe lên luồng ánh sáng trắng một cái vòng bảo hộ màu trắng xuất hiện ngăn cách hồn lực của hắn ở bên ngoài tộc trưởng ánh mắt địa tiên này nhìn về phía quân hồng diệp thỉnh cầu quân hồng diệp động thủ nếu như không cách nào khống chế linh hồn lục ly trước lục ly mạnh mẽ khống chế hồn dẫn bạo động linh hồn đám người quân mộng trần cũng sẽ sụp đổ làm sao vậy quân hồng diệp mở mắt trên mặt có chút tức giận một tên quân hầu cảnh nho nhỏ cũng không bắt được ô thu vào thời khắc này đột nhiên một hạt châu trong lòng bàn tay lục ly sáng lên tiếp theo vô số linh phong bay ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân lục ly và cả tên địa tiên khống chế hắn a à vị địa tiên kia bị linh phong công kích cảm giác đầu như muốn nứt ra hắn dùng hai tay ôm lấy đầu theo bản năng còn lục ly bị hắn vứt ở trên mặt đất không tốt sắc mặt lão tộc trưởng quân gia lão tổ hạo gia và một đám lão quái đồng thời biến đổi mấy vị lão quái bay lên phía trên như thương ưng muốn xông tới bắt lục ly lại ầm uhm. thiên tà châu trong tay lục ly lại phát sáng lần nữa thân thể hắn biến mất ở trong hư không thiên tà châu lơ lửng giữa không trung Tia sáng phía trên hạt châu từ từ thu lại, hạt châu biến thành một viên đá bình thường nằm ở trong không trung. Hưu Mấy lão quái đều vọt tới xung quanh hạt châu, tốc độ lão tộc trưởng quân gia nhanh nhất, lão vương bàn tay ra chụp tới hạt châu. Sự tình khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Quân hồng dịp chụp hạt châu vào lòng bàn tay, sau đó muốn thu hồi, nhưng hạt châu lại bất động ở giữa không trung. Trong mắt quân hồng diệp lóe lên vẻ lạnh lẽo, bàn tay sáng lấp lánh, dùng sức thu lại nhưng hạt châu kia vẫn không động mảy may. Hả? Quân hồng diệp lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó giận tím mặt vương tay vỗ một chưởng về phía hạt châu, khí tức khủng bố từ bên trong bàn tay tràn ngập ra, không cần hoài nghi uy lực một chưởng này. Phanh! Nhưng mà hạt châu chỉ phát ra một tiếng nổ nặng nề, còn lại vẫn lơ lửng ở giữa không trung như cũ. Bị lão quái hóa thần cảnh vỗ một chưởng, vậy mà không di động một chút nào, Chuyện này khiến tất cả mọi người bị dọa sợ. Hạt châu này. Trong mắt lão tổ hạo gia hạo trường quận và một đám lão quái đều lộ ra ánh sáng, hạt châu này tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên, rất có thể là dị bảo trong cổ thần cấm địa. Ta tới thử một chút. Hạo trường quận vương bàn tay khô gầy ra, chọc tới thiên tà châu nhanh như chớp, bàn tay hắn lấp lánh hồng quang dùng sức nắm lấy thiên tà châu, nhưng thiên tà châu vẫn không mảy may di động như cũ. Hắc hắc, để ta trong tay tộc trưởng Ngô Gia Ma hoàng giới Ngô Quảng Đức xuất hiện một bộ bao tay huyết hồng chậm rãi chọt về phía hạt châu trong thân thể hắn bộc phát ra huyết khí khủng bố như ma thần hắn dùng toàn bộ sức lực nắm lấy hạt châu nhưng hạt châu vẫn không động đậy hừ Ngô Quảng Đức đang nghe truyện trên TV audio CV nổi giận lấy ra một thanh chiến đao thần quang chói lóa bổ một đao kinh thiên về phía hạt châu ầm uhm. vào thời khắc này hạt châu sáng lên một bóng người xuất hiện ở bên ngoài hạt châu vừa lúc che ở phía trước hạt châu bị tộc trường Ngô Gia Ngô Quảng Đức bổ trúng phanh một đao kinh thiên của lão quái hóa thần cảnh sẽ khủng bố bực nào thân thể vừa ngưng hiện liền biến thành huyết vụ con ngươi Ngô Quảng Đức co rụt lại sau đó nổi giận gào to lên Minh Thế a à. không sai người vừa mới bị truyền tống đi ra chính là con cháu Ngô Gia Ngô Minh Thế cháu trai trưởng lão Ngô Gia hiện tại gia gia ngô minh thế đang ở chỗ này minh thế thân thể một lão giả tóc trắng già nua rung lên bước tới nhìn kỹ mấy lần xác định là ngô minh thế hắn buồn bực gầm lên một tiếng nhìn chằm chằm hạt châu giận dữ hét tiểu tạp chủng lão phu thề diệt cửu tộc nhà ngươi a à a à. một tiếng cười châm chọc từ trong hạt châu truyền tới lão cẩu ngươi có diệt cửu tộc của ta hay không ta không biết nhưng ta có thể lập tức khiến ngô tà công tử của ngô gia các ngươi chết đi, còn có thể băm thành 18 đoạn, ngươi tin không? Các ngươi có muốn ta băm đám người quân mộng trần, hạo xuyên, các công tử tiểu thư nhà lý gia, nhâm gia thành 18 đoạn, cho các ngươi xem một chút không? Khiếp! Cả đám địa tiên hít vào một hơi khí lạnh, ngô minh thế chết khiến cho bọn họ hiểu một đạo lý, tên rác rưởi gọi là lục ly kia không phải là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắng bóp, ép hắn, con cháu các gia tộc sẽ phải chết trước tiên lui đã. Con người quân hồng dịp lóe lên, vất tay mang theo một nhóm người lui về phía sau. Mặc dù trong lòng tộc trưởng Ngô Gia Ngô Quảng Đức có lửa giận ngút trời, nhưng không thể không áp chế lửa giận, nếu không một khắc sau cháu trai Ngô Tà của hắn sẽ biến thành một khối thi thể lạnh băng. Rất tốt! Giọng nói của Lục Ly từ bên trong thiên tà châu truyền tới, tiếp tục nói. Ban đầu ta đã nói, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, vô ý khiêu khích quyền uy các gia tộc ta chỉ muốn sống đi ra nếu như ta không sống được vậy chỉ có thể lôi kéo con cháu nhà các ngươi chôn cùng thôi yêu cầu của lục ly vô cùng rõ ràng ý tứ kiên định còn lại liền xem quyết định của chư vị tộc trưởng đương nhiên tất cả yêu của lục ly đều thành lập ở trên sự thần kỳ của thiên tà châu nếu như không có thiên tà châu lúc này lục ly đã bị bắt lại không có bất kỳ sức mạnh gì để đàm phán thiên tà châu không để cho lục ly thất vọng rõ ràng lơ lửng ở giữa không trung ngay cả lão quái hóa thần cảnh cũng không thể di động một phần hơn nữa lực phòng ngự vô cùng nghịch thiên thì phải quân hồng diệp vỗ một chưởng đừng nói hạt châu hủy diệt ngay cả chấn động cũng không có chút nào không di động mảy may thần khí bán thần khí không có khả năng có được năng lực nghịch thiên như thế không có khả năng có được lực phòng ngự cường đại như thế chỉ có thần khí mới có thể giải thích đáng tiếc trước mắt lục ly không cách nào luyện hóa sáu tầng phong ấn bên trong nếu không hắn tin tưởng nhất định hạt châu này sẽ cho hắn niềm vui lớn hơn nữa tình cảnh trở nên hết sức khó xử rồi cường giả lục đại gia tộc nhìn chằm chằm vào hạt châu màu xanh lơ lửng giữa không trung hai mắt lóe sáng trong thời gian ngắn đám lão quái cũng không biết phải làm sao mặc kệ con cháu mình sao trước không cần nói thiên tư con cháu bị bắt bên trong tốt cỡ nào chỉ nói trên phương diện tình cảm thì trong đó đều là cháu trai cháu gái hoặc là hậu bối yêu thích của mình, tất cả có quan hệ huyết thống, phải thật sự nhìn từng đám bọn nó chết đi ư. Tất cả lão quái trầm ngâm, vị tộc trưởng Trần Gia Ma Hoàng giới lại không nhịn được. Bởi vì nhà bọn họ không có con cháu bị lục ly bắt lại, tự nhiên không kiên kỵ gì cả. Trong thân thể Trần Vô Tiên tràn ngập huyết khí khủng bố, hắn vỗ một tay về phía trước, thiên địa huyền khí ở bốn phương tám hướng tụ tập, đột nhiên toàn bộ pháo đài vỡ vụn thành tro bụi. Xì xì. Một bàn tay xương to lớn xuất hiện trên bầu trời, nặng nề chụp xuống phía dưới. Hư không chấn động, sóng khí khủng bố quét ra bốn phương tám hướng, vì thế kinh thiên. Ầm. Bàn tay to lớn đập vào phía trên thiên tà châu, thiên tà châu phát ra một đạo âm thanh nặng nề, lù lù bất động. Nhưng mặt đất phía dưới lại bị sóng khí xung kích lõm vào, xuất hiện một cái trảo ấn to lớn. Pháo đài bị ép thành tro bụi, bốn phía cuồn cuộn bụi đất, tràn ngập bay lên, che khuất bầu trời thám báo các gia tộc ẩn nấp ở xung quanh sợ tới mức cả người run rẩy cẩn thận dò xét tới đây nhìn thấy một màn kinh người này cả đám lão quái hóa thần cảnh cũng không lay chuyển được hạt châu á à. lần này toàn trường rung động ngạc nhiên nhìn hạt châu xanh này một trảo nổi giận của trần vô tiên ẩn chứa rất nhiều loại áo nghĩa cường đại coi như là địa tiên cũng có thể bị chụp chết hạt châu này không chỉ không có chuyện gì mà còn không di chuyển một phần như cũ thần khí Ánh mắt các lão quái trở nên nóng bỏng, ngoài thần khí ra, không có lời giải thích nào khác. Các giới diện đều có hơn 200 vạn năm lịch sử, nhưng chưa bao giờ xuất hiện bảo vật thần kỳ như thế. Hừ. Bên trong thiên tà châu truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếp theo một bóng người ngưng hiện, chính là một vị công tử hạo gia. Vị công tử kia vừa ra liền hô lên. Lão tổ tông, cứu con, con không muốn chết. Vị công tử này chưa nói hết lời thân thể đã rung lên, thất kiếu bắt đầu đổ máu hồn đàm trực tiếp vỡ vụn thần cũng không cứu được hắn rất nhanh giọng nói của lục ly vang lên các ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa thiên tà châu là một trong tam đại thần khí của hàng đế đừng nói những người như các ngươi cho dù chân thần phổ thông đến cũng không phá được nếu như không phục các ngươi tiếp tục công kích tấn công một lần ta giết một người sắc mặt hạo trường quận trở nên cực kỳ âm trầm hắn và quân hồng dịp liếc mắt nhìn nhau mở miệng nói. Trần Vô Tiên, đừng công kích nữa. Chân mày thưa thớt của quân Hồng Diệp trung lên, mở miệng hỏi. Lục Ly, đưa ra điều kiện của ngươi đi, phải như thế nào mới chịu thả đám người mộng trần? Lục Ly trầm mặt, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu điện, nội tâm không chừng suy nghĩ. Trên thực tế, hắn cũng không biết làm như thế nào cho phải. Bởi vì nếu hắn ra, sẽ có thể bị bắt lại. Không đi ra không cách nào di động thiên tà châu, cả đời này hắn sẽ bị vây chết ở bên trong hắn chỉ muốn sống sót vấn đề là làm như thế nào mới có thể sống sót làm như thế nào mới có thể trở lại đấu thiên giới hắn không tin một lão quái nào bên ngoài cho nên cho dù đám lão quái này rút lui hắn cũng không dám ra ai biết đám lão quái này có thần thông nghịch thiên gì ngộ nhỡ ẩn thân nấp ở đâu đó thì sao hắn phải làm như thế nào mới có thể đi tới kim ngục lãnh hoàng triều làm như thế nào lặng lẽ không phát ra hơi thở thoát thân trở lại bên trong hỏa ngục chạy trốn khẳng định là không được cho dù có thể an toàn đi tới cửa vào thủy ngục phỏng chừng phía sau cũng một đám lão quái theo đuôi đến lúc đó sẽ hại đấu thiên giới ồ không đúng đột nhiên lục ly nhớ tới một cái vấn đề hắn dò hỏi lãnh vô hình ở bên cạnh có phải cường giả tứ giới không cách nào xuống thủy ngục hay không đúng vậy lãnh vô hình gật đầu nói cường giả cấp địa tiên không cách nào đi xuống bốn tầng phía dưới kim ngục, đây là trói buộc của kết giới hỗn độn luyện ngục. Vậy sao? Nội tâm lục ly chấn động, nếu như địa tiên không cách nào đi xuống, vậy cho dù để người ta biết hắn xuống hỏa ngục cũng không có chuyện gì. Không thông qua hỏa ngục, người tứ giới làm sao đi đến đấu thiên giới? Nếu như có thể đi đến mà nói, sợ là đấu thiên giới đã sớm bị đánh hạ rồi. Ánh mắt lục ly nhìn về phía mấy địa tiên, xác nhận nói võ giả từ địa tiên trở lên thật sự không cách nào xuống thủy ngục đúng vậy mấy vị địa tiên đồng thời gật đầu nội tâm lục ly hơi động phía dưới kim ngục là an toàn hiện tại phải xem làm như thế nào để tới cửa vào thủy ngục lục ly trầm tư chốc lát truyền lời nói muốn bọn họ còn sống rất đơn giản các ngươi đi diệt lãnh gia trước cho ta đột nhiên sắc mặt lãnh vô hình trở nên ảm đạm tâm lục ly vững như sắc hắn để một đám cường giả đi tấn công lãnh gia tự nhiên không phải là vì trả thù mà là vì trì hoãn thời gian nghỉ biện pháp đồng thời tiêu hao thực lực lục đại gia tộc cùng lãnh gia như vậy hy vọng sống sót của hắn mới có thể tăng lên diệt lãnh gia thủ lĩnh lục đại gia tộc có một chút do dự lúc trước lãnh gia phái người đến đàm phán chứng minh bọn họ có thể dễ dàng lấy được lợi ích kỳ thực lục đại gia tộc không muốn tuyên chiến dù sao khai chiến cũng sẽ chết người Ánh mắt mấy vị lão quái quét tới quét lui, môi nhúc nhích truyền âm, bắt đầu âm thầm bàn bạc. Chỉ chốc lát sau, quân Hồng Diệp mở miệng nói: Được, chúng ta sẽ đi diệt lãnh gia, lục ly. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, diệt lãnh gia liền thả bọn họ đi. Kiệt kiệt giết người đi. Đi, sang bằng lãnh đế thành. Từng lão quái kêu to, bay lên trời, gào thét đi về phía nam. Rất nhanh đã không còn ai. Ngay cả người trong coi Thiên Tà Châu cũng không có. Xung quanh có thám báo ẩn nấp, nhưng những thám báo này dám động sao? Bọn họ chỉ tới dò xét tình huống, cho dù thấy có thần khí cũng không dám đoạt. Lục Ly thông qua Thiên Tà Châu có thể thấy rõ ràng tình huống phạm vi mấy trăm mét xung quanh, hắn thấy từng đám lão quái bay về phía nam, hai mắt lóe lên nội tâm nghi ngờ không thôi. Vờ tha để bắt thật sao? Đám lão quái này coi hắn là kẻ ngu si, muốn lừa gạt hắn ra ư? làm sao lục ly có thể mắc mưu trước khi hắn chưa nghĩ ra làm như thế nào an toàn rời khỏi hỗn độn luyện ngục hắn tuyệt đối không dễ dàng đi ra tu luyện dù sao cũng không có ai có thể phá vỡ thiên tà châu trong tay của hắn còn có nhiều người như vậy lục ly yên tâm bế quan tu luyện thử xem có thể ở bên trong luyện hóa tầng phong ấn thứ nhất thiên tà châu hay không lục ly thông qua liên hệ tinh thần với thiên tà châu một cánh tay dán trên mặt đất truyền huyền lực vào tầng phong ấn thứ nhất chậm rãi tỏa sáng, ở bên trong cũng có thể luyện hóa phong ấn. Lục ly cứ như vậy nhập định, một bên tu luyện huyền lực, một bên luyện hóa các loại linh dược bồi bổ linh hồn, luyện hóa phong ấn thiên tà châu, đồng thời bắt đầu suy tư làm như thế nào an toàn đi đến thủy ngục. Ba ngày, năm ngày, mười ngày. Một đám lão quái tụ tập ở ngoài phía nam trăm dặm bất đắc dĩ bay lên trời. Lúc trước bọn họ bàn bạc toàn bộ rời đi, là muốn xem lục ly có đi ra hay không bọn họ xem thường lục ly thận trọng. Mười ngày lục ly cũng không có đi ra, điều này nói rõ trong thời gian ngắn hắn sẽ không đi ra, bọn họ tiếp tục chờ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thủ lĩnh mấy đại gia tộc tụ tập trung một chỗ, bàn bạc một phen, quyết định đi tấn công lãnh gia trước. Dù sao thiên tà châu cũng không có khả năng bay đi, trước việc lãnh gia rồi hãy nói, cũng không uổng phí tới trung hoàng giới một chuyến. Đi. Ba người bí mật lưu lại giám thị thiên tà châu, những người còn lại gào thét bay về phía nam như từng con cự thú, khí huyết kinh khủng che khuất bầu trời, khiến thám báo ẩn nắp xung quanh sợ mất mật. Một đám cường giả lãnh gia đang thương nghị trong đại viện lãnh gia, xem đưa ra bao nhiêu cách mới có thể làm cho lục đại gia tộc hài lòng. Tất cả cường giả lãnh gia đều tụ tập ở chỗ này, ngay cả hai vị lão tổ sắp chết cũng đi ra. Có sáu lão quái hóa thần cảnh, hơn mười địa tiên, đây là chiến lực mạnh nhất của lãnh gia điều kiện đám người quân hồng diệp đưa ra bọn họ căn bản không chịu được cho dù bán cả lãnh gia cũng không đủ bọn họ biết bên kia đang đưa ra giá trên trời bên này có thể trả tiền ngay tại chỗ cò kè mặt cả từng bước rốt cuộc lục ly là người phương nào đột nhiên một lão tổ lãnh gia sắp chết mở miệng hỏi vì sao các ngươi lại trêu chọc một nhân vật như vậy thiên hận ngươi làm hoàng đế như nào vậy rất nhiều năm trước vị lão tổ này đã không hỏi thế sự luôn luôn tìm tu ở bên trong tổ giới, đột nhiên biết gia tộc đại biến, mới vội vã đi ra, nhưng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Lãnh Thiên hận lúng túng, xấu hổ nói. Nghe nói Lục Ly là đồ đệ huyết hoàng, 18-19 tuổi, thực lực quân hầu cảnh, có được vài bí thuật khủng bố. Hắn đã xảy ra mâu thuẫn với một hậu bối gia tộc ở bên trong kim ngục, sau đó đuổi tới Lãnh Đế thành, cuối cùng ta để đám người vô thương khoảng đãi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn còn đi theo đám người vô thương tiến vào cổ thần cấm địa, ai ngờ hắn giết đám người vô thương, tên hậu bối gây chuyện kia đã bị giam cầm lại rồi. Hừ. Lão tổ lãnh gia nặng nề hừ lạnh, lãnh Tinh chính chen vào nói. Thập Tam thúc, bây giờ không phải là thời điểm trách móc, vẫn nên thương nghị xem ứng phó cục diện trước mắt như thế nào đã. Hưu. Bên ngoài có một bóng người bay tới, Đường chủ thám báo Đường lãnh gia đi vào, không người bẩm báo nói vừa mới nhận được tin tức, cường giả lục đại gia tộc đều động, bay về phía lãnh đế thành, rất có thể người tới không có ý tốt. Xông sao? Cả đám cường giả lãnh gia đứng dậy, toàn bộ đằng đằng sát khí, rất nhiều người nổi giận gào lên liều mạng. Liều chết chiến một trận, cho dù toàn bộ cường giả lãnh gia bị diệt, cũng phải khiến lục đại gia tộc lưu lại một nửa người ở lãnh đế thành. Lãnh tinh chính tương đối lý trí, ánh mắt của hắn nhìn về phía lãnh thiên hận hỏi, con cháu và Linh tài gia tộc đã rời đi chưa? Lãnh Thiên Hận suy nghĩ một chút nói, "Con cháu cơ bản đã rời đi, Linh tài rời đi phần lớn." Đóng cửa lối đi. Lãnh Tinh Chính quả quyết nói, "Nói cho người trong tổ giới, nếu như ta phát tín hiệu, lập tức hủy diệt lối đi. Để con cháu bên trong an tâm ẩn nấp tu luyện phát triển, Thiên Hận ngươi cũng vào trong tổ giới, sự tình bên trong liền giao cho ngươi, tất cả dựa theo tổ quy mà hành sự." phụ thân. Lãnh Thiên Hận thất thanh kêu lên, hắn biết lần này từ biệt có lẽ là vĩnh biệt. Hắn chỉ có thể ngốc cả đời ở trong tổ giới, cuối cùng buồn bực không vui mà chết, đời đời hậu bối tử tôn ở trong tổ giới. Cho đến khi cường giả gia tộc tích lũy đến số lượng nhất định, mới có thể một lần nữa giết về trung hoàng giới. Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành. Lãnh Tinh chính quát lên, sau đó quét nhìn hơn 10 người trong đại điện một cái nói. Chư vị con cháu lãnh gia không sợ chết, tôn nghiêm lãnh gia không thể khiêu khích. Hôm nay lục đại gia tộc muốn tiêu diệt lãnh gia ta, bọn ta nên như thế nào? Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, giết, giết, giết. Rất nhiều người gầm lên, không che giấu sát ý và sự nổi giận trong nội tâm. Thanh âm vang dội toàn bộ đại viện lãnh gia, vô số quân hầu cảnh nhân hoàng lãnh gia ở bên ngoài cũng nghe được, tất cả đều gầm lên. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, giết, giết, giết đi. Lãnh Tinh Chính quát khẽ một tiếng, cùng năm vị lão quái hóa thần cảnh bắn ra, đứng vững vàng ở trên không thành Bắc. Từng đám địa tiên bay ra, phía sau là vô số nhân hoàng đếm không hết và chi chít võ giả quân hầu cảnh. Lãnh gia không để lại quá nhiều quân đội, chỉ có mười mấy vạn người, còn lại những võ giả trẻ tuổi đều rời đến tổ giới. Mười mấy vạn người đứng chỉnh tề ở trên bầu trời thành Bắc, chờ đợi trận chiến sau cùng, chờ đợi khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng. Con dân bên trong thành đã sớm dời đi, nhưng vẫn có một số người không nguyện ý đi. Sinh sống ở lãnh đế thành nhiều năm như vậy, bọn họ không muốn đi nữa, một phần là già đi không nổi, tòa thành trì này có quá nhiều ký ức và cảm tình, bọn họ chuẩn bị cùng tồn tại với lãnh đế thành. Ai? Lãnh thiên hận nắm chặt song quyền đứng ở trong đại viện lãnh gia, trên mặt nổi đầy gân xanh, trong mắt của hắn toàn là vẻ hối hận. Hận lãnh vô tuyết không có chuyện gì vì sao đi trêu chọc lục ly, hận vì sao lục ly tới hắn không đối tốt với lục ly hơn chút hận vì sao phải đồng ý cho lục ly tiến vào cổ thần cấm địa cục diện đã thành như vậy nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa lãnh thiên hận phất tay mang theo mấy người tiến vào trong một cái thành lớn ở hậu viện thông qua truyền tống trận tiến vào tổ giới hưu 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 lãnh thiên hận vừa đi được ba nén hương thời gian phía bắc đã truyền đến những tiếng xé gió hơn một trăm người gào thét bay đến như một trăm đầu cự long chớp mắt đã xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người lãnh tinh chính. Mười mấy vạn người lãnh gia đứng yên trầm mặt, không ai phát ra bất kỳ âm thanh gì, toàn bộ đằng đằng sát khí khóa chặt hơn một trăm người phía trước. Lúc đám người phía trước còn cách khoảng ngàn trường, lãnh tinh chính mở miệng. Chư vị, nhất định phải như thế sao? Quân Hồng Diệp vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại, quân Hồng Diệp thở dài nói. Lãnh tinh chính, đừng trách chúng ta, chỉ trách nhà các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu lãnh gia các ngươi không đắc tội được với lục ly xin lỗi sư xuất nổi danh lục đại gia tộc vẫn phải chú ý tới danh dự ban đầu lấy lục ly làm cớ lúc này chỉ có thể tiếp tục lấy lục ly ra làm cớ khai chiến đàm phán không còn ý nghĩa nữa rồi lục ly nói rõ muốn tiêu diệt lãnh gia vậy trước tiên chiến rồi hãy nói ít nhất binh khí chiến giáp trên thân đám người lãnh gia cũng đáng giá lục ly trong con người Lãnh Tinh Chính và nhóm người hiện lên một chút nghi hoặc, Lãnh Tinh Chính lạnh lẽo quá. Rốt cuộc Lục Ly là người nào? Không chỉ người Lãnh gia, mà cả thám báo các gia tộc ẩn nấp xung quanh trung hoàng giới đều hết sức buồn bực. Trước kia chưa từng nghe nói qua Lục Ly, đột nhiên nhô ra, mọi người chỉ biết hắn là đồ đệ huyết hoàng. Nhưng huyết hoàng cũng không có cái uy danh này, chưa đủ để hiệu triệu Lục đại gia tộc. Các ngươi không có tư cách biết." Quân Hồng Diệp lạnh giọng nói hắn chỉ lấy lục ly ra làm cớ khai chiến tự nhiên sẽ không nói lời thừa hắn vung tay lên nói động thủ chém giết toàn bộ người lãnh gia hạo trường quận dựa theo kế hoạch hành sự hưu 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 chiến giáp bán thần khí hiện lên trên thân thể nhóm người trên tay rất nhiều người còn có binh khí bán thần khí mọi người phân tán ra hóa thành từng mũi tên nhọn xuyên thủng đại quân lãnh gia uhm đột nhiên thân thể Hạo trường Quận biến mất ở giữa không trung hắn vận dụng áo nghĩa không gian dựa theo kế hoạch bay tới cửa vào tổ giới lãnh gia các đại gia tộc đều có tổ giới quân hồng diệp biết rõ trong đại viện lãnh gia không có quá nhiều linh tài và bảo vật toàn bộ thứ tốt đã được đưa vào tổ giới cho nên chỉ có đánh hạ tổ giới mới có được trọng bảo hừ lãnh tinh chính vừa nhìn thấy Hạo trường Quận biến mất ở giữa không trung lập tức biết hắn có chủ ý gì trong tay đánh ra một đạo trường khí, trực tiếp truyền tống đến chỗ pháo đài nổ nát, hủy diệt lối đi tổ giới. Hèn hạ! Thân hình hạo trường quận ngưng hiện ở giữa không trung, nổi giận gầm lên. Lãnh tinh chính, ngươi muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi, giết. Rầm rầm rầm. Chung quanh vang lên tiếng nổ lớn, bầu trời toàn là tia sáng, sơn băng địa liệt, đất trời rung chuyển, chân tay đứt lì rơi rụng khắp nơi, máu tươi giàn dụa, hôm nay lãnh đế thành đã định trước bị máu tươi nhuộm đỏ. Lãnh đế thành bên kia chiến đấu đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, lục ly bên này lại rất bình tĩnh. Ba vị địa tiên lưu lại ẩn núp ở xung quanh, không dám hiển lộ thân hình, thám báo ẩn nấp xung quanh càng không dám lộn xộn, chỉ có thể cảm ứng hạt châu và tình huống xung quanh từ xa. Lục ly bế quan tu luyện ở bên trong thiên tà châu, đồng thời suy tư làm như thế nào để phá cục, an toàn đến cửa vào thủy ngục nếu như không phải lục ly mang theo thiên tà châu người khác không cách nào di động nửa phần lục ly không dám đi ra chuyện này như trở thành tử cục hắn không thể trốn mãi ở trong này mấy năm sau tứ đại thế lực sẽ kéo binh đến vân châu bắc mạc đến lúc đó dựa vào đám người lục linh làm sao ngăn cản được nếu như thiên tà châu có thể tự mình bay thì tốt rồi lục ly khẽ thở dài thiên tà châu bị phong ấn rất nhiều thần thông đều không thể sử dụng luyện hóa tầng phong ấn thứ nhất ít nhất cũng phải mấy năm thời gian. Ai biết mấy năm thời gian sẽ phát sinh chuyện gì? Ngộ nhỡ thiên tà châu bị phá mở thì sao? Lãnh vô hình, ngươi có thể luyện chế giải dược ở đây không? Lục ly trầm tư mấy canh giờ, mở mắt nói chuyện với lãnh vô hình, trong xương tủy hắn vẫn còn kịch độc, hiện tại có thời gian, vẫn nên giải độc trước rồi nói sau. Có thể. Lãnh vô hình gật đầu, Lục Ly phất tay để cho nàng đi ra một góc luyện chế giải dược, còn mình thì tiếp tục bế quan. Tạm thời không có biện pháp tốt, chỉ có thể một bên luyện hóa Thiên Tà Châu, một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Chiến đấu trong lãnh đế thành kéo dài trọn một ngày, cuối cùng bởi vì thực lực cách quá xa mà hạ màn. Lục đại gia tộc, mỗi tộc có hai vị lão quái hóa thần cảnh tới, tổng cộng là 12 người, không nói đến hơn 100 địa tiên, chỉ cần 12 lão quái này cũng đủ để quét ngang lãnh gia rồi mười mấy vạn người lãnh gia chiến tử, không có người nào chạy trốn, người nên chạy trốn đã vào tổ giới rồi, bọn họ lưu lại chính là vì tuẩn thành. Mười mấy vạn người lãnh gia chết không phí công, lãnh tinh chính và một đám lão quái cũng không chết uổng phí. Chiến quả của bọn họ rất huy hoàng, hơn 100 người lục đại gia tộc, bị chém giết hơn phân nửa, 12 hóa thần cảnh bị giết chết bốn người. Phải biết rằng lãnh gia chỉ có 6 hóa thần cảnh, bằng một nửa lục đại gia tộc. Thế nhưng sáu người này lại quá hung tàn, mỗi lần tấn công đều muốn đồng quy vu tận cùng kẻ địch, còn có một lão tổ lãnh gia tự bạo, kéo theo tộc trưởng nhâm gia cùng chết. Đám người tộc trưởng lục đại gia tộc gần như ai cũng bị thương, tộc trưởng nhâm gia chiến tử, hạo trường quận bị chém đứt một cánh tay, hơn trăm địa tiên chết mất 60 người, tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, thu hoạch của lục đại gia tộc cũng không tồi, toàn bộ bán thần khí trên người cường giả lãnh gia bị tịch thu, bên trong không gian giới hoặc ít hoặc nhiều đều có một số bảo vật. Vơ vét lãnh gia một phen, những linh tài bảo vật không kịp dời đi đều bị phân chiếm. Phân tổ ra đi. Quân Hồng Diệp không hề thỏa mãn, vất tay nói. Chúng ta chia làm ba tổ, quét ngang toàn bộ lãnh hoàng triều. Lần này chết nhiều người như vậy, chút đồ vật này chưa đủ, cướp sạch toàn bộ lãnh hoàng triều một lần, cứu vãn tổn thất. Quân Hồng Diệp đề nghị khiến hai cái gia tộc ma hoàng giới hết sức đồng ý, chút đồ vật này đối với bọn họ căn bản chưa đủ. Dù sao cũng là cướp sạch lãnh hoàng triều, chứ không phải cướp sạch toàn bộ trung hoàng giới, không nên khiến trung hoàng giới bạo động. "Người đâu?" Quân Hồng Diệp gầm lên. "Tìm người truyền lời, lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, xét thấy lãnh hoàng triều chống cự, chúng ta quyết định tắm máu lãnh hoàng triều trả thù, nếu dám chống cự, giết chết bất luận tội." Mấy vị địa tiên bận rộn, đi xung quanh tìm kiếm thám báo truyền tin tức này ra. Thực ra đây không phải thông báo cho gia tộc lãnh Hoàng Triều, mà là truyền tin cho hai cái Hoàng Triều khác và các gia tộc còn lại của Trung Hoàng Giới, cảnh cáo bọn họ đừng làm loạn. Đi! Sáu gia tộc chia làm hai tổ, tự mình bay về một cái phương hướng. Hạo Trường Quận và Quân Hồng Diệp một tổ, hắn bay được một đoạn, lại nói trước tiên ẩn nấp chữa thương đã. Hắn bị chặt đứt một cánh tay, nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn để người hạo gia đi theo quân hồng diệp hành động, chờ thương thế tốt lên hắn sẽ đuổi theo đội ngũ. Quân hồng diệp thấy sắc mặt hạo trường quận trắng bệch, thì không ép buộc nữa, dẫn theo đại quân rời đi. Hạo trường quận tìm một cái sơn mạch tìm tu chữa thương, bên trong không gian giới của hắn có linh dược khiến cánh tay cục mọc lại, nhiều nhất nửa tháng là có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng, hạo trường quận chỉ chữa thương ba canh giờ, lại đột nhiên lẻn đến phía bắc lãnh đế thành thân hình hắn hết sức mờ ảo mặc dù trên đường có thám báo nhưng không người nào dò xét ra hắn hắn vốn không bay đi quá xa nên chỉ hao tốn nửa canh giờ đã tới khu vực xung quanh thiên tà châu hắn lặng lẽ dùng thần niệm dò xét một phen rất nhanh đã khóa chặt những thám báo ẩn ẩn nấp xung quanh và ba tên địa tiên ở lại canh giữ hưu hắn lặng lẽ tiếp cận trong tay xuất hiện một cái chuông lớn trùng về phía ba người ẩn nấp Thời điểm chuông lớn chụp xuống một người trong đó tránh thoát sang bên cạnh, còn hai người khác thì bị chuông lớn chụp lại. Đông đông đông. Bên trong chuông lớn phát ra từng tiếng nổ nặng nề, rất nhanh hai vị địa tiên đã bị chấn ngất đi. Vị địa tiên còn lại đứng ở một bên, nhưng không có bất kỳ cử động gì, ngược lại kinh nghi nhìn Hạo Trường quận bay tới hỏi. "Lão tổ, ngươi đây là?" Vị địa tiên này là địa tiên Hạo gia, vừa rồi nhận được truyền âm của Hạo Trường quận, nên lúc này mới tránh được Hạo Trường quận lạnh giọng nói: "Đừng nói nhảm, đi giết sạch thám báo ở xung quanh, một người cũng không để lại, nhanh lên." Địa Tiên Hạo gia không dám chần chờ, lao đi như thương ưng, rất nhanh bốn phía vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hắn vẫn biết vị trí những thám báo ẩn nấp xung quanh, chẳng qua là không giết mà thôi. Chỉ hai nén hương thời gian, thám báo ẩn nấp trong vòng ngàn dặm xung quanh đều bị chém chết, Địa Tiên Hạo gia bay tới, gật đầu nói: "Giải quyết xong rồi." Tốt. trong mắt hạo trường quận hiện lên một chút lạnh lẽo hắn quát khẽ nói ngươi đang ở đây canh gác ta đi đoạt hạt châu này lại hạt châu địa tiên hạo gia bừng tỉnh xem ra một mình hạo trường quận tới chính là muốn đoạt được hạt châu này nội tâm của hắn thoáng nóng lên rất có thể hạt châu này là thần khí nếu như hạo gia có thể lấy được mà nói khả năng hạo gia sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất tứ giới đến lúc đó thống nhất tứ đại giới và ngũ tiểu giới đều không thành vấn đề không đúng địa tiên hạo gia nhớ ra cái gì chần chờ nói lão tổ nếu như ngài lấy đi hạt châu hạo xuyên sẽ xảy ra chuyện ha ha hạo trường quận cười lạnh nói một người đứa cháu còn trẻ mà thôi so sánh với một món thần khí cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi còn không phân rõ sao chỉ cần đoạt được món thần khí này đừng nói hy sinh một đứa cháu cho dù gia tộc chết một nửa người cũng đáng giá ầm uhm. trong tay hạo trường quận xuất hiện một thanh cự phủ thân thể bay lên trời như cuồng long một tay vung cự phủ nặng nề đánh về phía hạt châu cho dù bảo vật có phòng ngự mạnh như nào đi nữa thì bên trong cũng cần năng lượng chống đỡ chỉ cần tiêu hao hết năng lượng bên trong dĩ nhiên lực phòng ngự hạt châu này sẽ trở nên yếu đi đến lúc đó coi như không thể trực tiếp mang đi cũng có thể chấn động cho đám người lục ly ở bên trong đi ra cho dù thần khí tổn hại, cũng có thể nghĩ biện pháp chữa trị, quan trọng nhất là đoạt được hạt châu này. Hạo trường quận bị chặt đứt một cánh tay, không kịp chữa thương đã vội vàng chạy tới, không phải là muốn nắm chặt thời gian đoạt nó sao? Phanh Cự phủ nặng nề bổ vào phía trên hạt châu, hạt châu lóe sáng, lù lù bất động, không có chút ít rung động. Lục Ly đang bế quan tu luyện ở bên trong cảm ứng thấy tình huống bên ngoài, rất nhanh âm thanh nổi giận của hắn vang lên lão cẩu hạo gia xem ra ngươi quyết tâm muốn giết chết con cháu nhà ngươi rồi đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi hạo trường quận ở bên ngoài căn bản không để ý đến lục ly cự phủ trong tay của hắn lại đánh xuống một lần nữa thần niệm lục ly hơi động thân thể hạo xuyên lập tức biến mất ở bên trong xuất hiện trước mặt cây cự phủ đang đánh xuống cự phủ hơi chậm lại lục ly sợ hạo xuyên bị bắt lại nên dứt khoát khống chế hồn dẫn trong linh hồn hắn bạo động Thất khiếu hạo xuyên đổ máu ở ngay trước mặt hạo trường quận, thân thể ngã xuống đất, mắt nhìn chầm chầm hạo trường quận, chỗ sâu trong con ngươi mang theo một chút hận ý. Vù vù. Hạo trường quận nhắm mắt lại thở ra một hơi, sau đó tiếp tục đánh xuống, một phủ lại một phủ, liên miên không ngừng. Hai mắt lục ly lóe lên, trầm ngâm chốc lát rồi nhìn về phía một vị công tử và tiểu thư hạo gia. Vị công tử và tiểu thư kia kinh hoàng, ầm một cái quỳ xuống, dập đầu với lục ly nói đừng giết ta ta không muốn chết đừng giết ta van xin ngươi xin ta cũng vô dụng lục ly không biểu cảm nói không phải là ta lòng dạ ác độc mà là lão tổ nhà ngươi lòng dạ ác độc là hắn muốn ép chết các ngươi các ngươi ra cầu xin hắn đi nếu hắn không muốn các ngươi sống các ngươi liền đi chết đi bên trong tiểu điện chợt lóe sáng vị công tử và tiểu thư này đều bị truyền tống ra ngoài hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất gào lớn Lão tổ cứu chúng con, chúng con không muốn chết. Cự phủ trong tay hạo trường quận dừng lại ở giữa không trung, hắn lắc đầu nói. Các ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến, hạo gia sẽ nhớ kỹ các ngươi. Hưu. Lão tổ hạo gia vung vẩy trong tay cự phủ, trên cổ hai người lưu lại một vết máu, vậy mà hạo trường quận lại tự mình động thủ chém giết tử tôn nhà hắn, tính cách hung tàn của người này khiến lục ly âm thầm liếu lưỡi. Hạo gia còn hai vị địa tiên ở bên trong, Lục Ly không chuẩn bị đưa họ ra chịu chết. Nếu hạo trường quận ngay cả hậu bối của mình cũng dám giết, thì không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. ầm ầm ầm. Hạo trường quận liên tục công kích, thế nhưng mỗi lần hạt châu cũng chỉ hơi lóe sáng, không có bất kỳ di động, chứ đừng nói rung động. Lục Ly hơi tiêu sầu, tâm thần yên lặng quan sát xem hạt châu này có cần năng lượng chống đỡ hay không, nếu như cần năng lượng mà nói. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá hủy. A. À, Lục Ly cẩn thận cảm ứng, liền phát hiện ra vấn đề, dường như trong hạt châu có năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển. Mỗi lần Hạo Trường quận chém xuống những, năng lượng này lại ít đi một chút, mặc dù chỉ ít đi một chút, nhưng quả thực đã giảm bớt. Lục Ly cẩn thận cảm ứng thời gian ba nén hương, xác định quả thực năng lượng đang không ngừng ít đi. Thế nhưng tốc độ giảm bớt này so với năng lượng trong hạt châu, quả thực là một giọt nước trong hồ. Theo như cái tốc độ này đi xuống, không có mấy năm liên tục tấn công thì không phá được hạt châu này. a à a. À, lục ly cảm ứng lần nữa nhất thời lòng tin tăng mạnh liên tục chém mấy năm. người nào lại ngu như vậy ngộ nhỡ chém mấy chục năm mà hạt châu này cũng không vỡ thì sao? chẳng lẽ hạo trường quận mãi ngây ngốc ở chỗ này hơn nữa những người còn lại sẽ cho phép một mình hạo trường quận đoạt bảo sao? lục ly không nhìn hạo trường quận nữa tiếp tục bế quan tu luyện mặt hắn tấn công. Hạo trường quận không ngừng lại, liên tục tấn công, mỗi một hơi thời gian sẽ bổ ra một búa. Thật ra hắn không có phóng thích áo nghĩa đặc biệt khủng bố, bởi vì như vậy sẽ rất hao phí nguyên khí, hắn bị chặt mất một cánh tay nguyên khí tổn thương nặng nề, nên không dám sằng bậy. Một canh giờ, ba canh giờ, tám canh giờ. Hạo trường quận vẫn không ngừng tấn công như cũ, không nghỉ ngơi một khắc, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào tia sáng trên hạt châu, nội tâm vừa khiếp sợ, lại vừa vui mừng liên tục công kích 8 canh giờ, nhưng tia sáng trên hạt châu không yếu bớt một chút, đây tuyệt đối là thần khí, không cần nghi ngờ nữa. Nội tâm của hắn có một ít khó chịu, tia sáng trên hạt châu không yếu bớt chút nào, chẳng lẽ dựa vào hắn thật sự không bổ ra được. Thử một chút áo nghĩa. Hạo trường quận có một chút nóng lòng, ngộ nhỡ bị lão quái khác phát hiện, hắn không chỉ không chiếm được thần khí này, còn có thể gây ra vấn đề lớn. Hắn thu hồi cự phủ, hai tay kết ấn bắt đầu ngưng tụ áo nghĩa khủng bố. Thiên địa huyền khí ở bốn phương tám hướng hướng bắt đầu tụ tập về bên này, màu sắc trên bầu trời trở nên âm u, từng đám mây đen kéo đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Hủy diệt chi kiếm Địa tiên hạo gia ở nơi xa âm thầm kinh hải, đây là áo nghĩa mạnh nhất của lão tổ hạo gia, tác phẩm áo nghĩa hủy diệt chi kiếm, là áo nghĩa hệ hủy diệt, lực công kích vô cùng khủng bố. Lui Mặc dù khoảng cách lên đến 10 dặm xa, nhưng Địa Tiên Hạo gia vẫn quyết định lui về phía sau mấy dặm, áo nghĩa này quá kinh khủng, với chút thực lực của hắn bị dư âm tấn công cũng sẽ thụ thương. Khúc kích. Cự kiếm dài đến trăm trượng trên bầu trời gào thét hạ xuống, tiếng rít vang dội trong vòng ngàn dặm, một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa tràn ngập mà đến. Hư không chấn động, không gian dao động lan ra phạm vi mấy trăm dặm, giống như bầu trời bên này đều bị xé rách vậy. Hưu tự kiếm phá không hạ xuống, tạo ra sóng khí khủng bố, cuồng phong xé rách, sấm chớp lóe lên, một bộ dấu hiệu diệt thế. Trường kiếm xuyên phá trường không đâm xuống, sóng khí đi theo trấn áp, sơn mạch ở bốn phương tám hướng vỡ ra từng tầng, sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tán loạn, bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh chấn nhiếp tâm hồn người. Phanh. Mũi kiếm đánh lên thiên tà châu, tia sáng trên hạt châu tăng vọt, nhưng vẫn không có chút trung động nào như cũ, mặt đất phía dưới lại vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành tro bụi. Mặt đất trong phạm vi mấy dặm chìm xuống hơn 10 trượng, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Thật mạnh. Lục ly bị thức tỉnh, dò xét tình huống bốn phía một chút thì âm thầm liếu lưỡi. Thực lực lão quái hóa thần cảnh quá kinh khủng, sợ là chỉ cần một chiêu cũng có thể sang bằng một tòa đại thành. Nếu như thanh kiếm này bay thẳng về phía trước, phỏng chừng có thể bổ ra một khe sâu vài ngàn dặm. Lục ly nhớ tới truyền thuyết ở đấu thiên giới, Nói ban đầu Vân Châu và U Châu nối liền cùng một chỗ, sau này bị Đấu Thiên Đại Đế dùng một kiếm bổ ra. Lúc này nhìn áo nghĩa cường đại của lão tổ Hạo gia, Lục Ly tin tưởng đây không phải là truyền thuyết, Đấu Thiên Đại Đế so với lão tổ Hạo gia mạnh hơn nhiều, thật sự có khả năng bổ ra Vân Châu và U Châu. Năng lượng tiêu hao thật nhiều. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện một kích kia có thể so sánh với Hạo Trường Quận tấn công bình thường một canh giờ, thế nhưng so sánh với năng lượng bên trong Thiên Tà Châu chút năng lượng này vẫn không coi vào đâu tiếp tục Hạo trường quận thấy tia sáng trên hạt châu tăng vọt hắn cho rằng hạt châu sắp không trụ được rồi nhất thời vô cùng vui vẻ mặc dù phóng thích áo nghĩa cường đại rất tốn nguyên khí bản thân hắn lại bị thương liên tục phóng thích áo nghĩa cường đại sẽ càng làm thương thế nghiêm trọng nhưng chỉ cần lấy được hạt châu này tất cả đều đáng giá rầm 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 Hạo trường quận liên tục phóng ra bốn lần hủy diệt chi kiếm sơn mạch bốn phía đã biến mất biến thành một cái sơn cốc to lớn về phần mặt đất phía dưới hạt châu lại càng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đấy tại thời điểm hạo trường quận muốn phóng thích hủy diệt chi kiếm lần thứ năm nơi xa có hai bóng người nhanh chóng lướt đến một tiếng cười lạnh truyền đến ta đã nói lão rùa già hạo gia này không có hảo tâm quả nhiên bị lão phu đoán trúng lão thất phu hạo trường quận ngươi muốn nuốt bảo vật một mình sao hạo trường quận ngẩng đầu thấy hai lão giả bay tới trong mắt nhất thời lộ ra một chút nổi giận và khổ sở. Hai vị tộc trưởng Ngô Quảng Đức và Trần Vô Tiên của Ma Hoàng giới liên thủ mà đến, sợ là hạt châu này không có phần của hắn rồi, hắn đã công kích thời gian dài như vậy một cách vô ích. Hạt châu này là thần khí, làm gì có ai thật sự không muốn. Nhìn tình huống thì rõ ràng là Ngô Quảng Đức và Trần Vô Tiên bỏ qua đại quân sang một bên len lén đến đây, cướp bóc lãnh Hoàng Triều sẽ được bao nhiêu linh tài và bảo vật chứ cho dù toàn bộ linh tài bảo vật trung hoàng giới thì vẫn kém hạt châu này hạo trường quận có một chút lúng túng tiến thoái lưỡng nan cứ như vậy rời đi cố gắng lúc trước của hắn liền uổng phí ngộ nhỡ năng lượng trong hạt châu bị hắn tiêu hao nhiều rồi bây giờ hắn đi là làm lợi cho ngô quảng đức và trần vô tiên không đi mà nói hai bên liên hợp cùng nhau tấn công ngộ nhỡ có thể đoạt được hạt châu làm sao chia một khi đại chiến xảy ra rất có thể hắn sẽ bị hai tên điên ma hoàng giới này liên thủ chém giết. Không lùi. Vì hạt châu này, hạo gia đã tổn thất ba hậu bối trẻ tuổi rồi, hạo gia trả giá lớn như vậy, làm sao hạo trường quận cam tâm chứ? Hắn cắn răng đứng ở một bên, đợi chờ Ngô Quảng Đức và Trần Vô Tiên bay tới, lúc này mới âm dương quái khí nói. Hai vị cũng không đi cướp sạch lãnh hoàng triều sao? Hai vị có chủ ý gì, làm như ta không biết ấy? mươi bước cười 100 bước mà thôi. Trần Vô Tiên cười lạnh một tiếng, Ngô Quảng Đức lại nổi giận, lạnh lùng nhìn Hạo Trường Quận nói. Hạo Trường Quận, chính mình ác tâm đừng ngậm máu phun người. Địa tiên nhà chúng ta ở lại nơi này bị tấn công, cảnh báo lại cho ta, nếu không làm sao lão phu vội vã tới đây như vậy. Ngô Quảng Đức nhìn cái chuông lớn nơi xa, cả giận nói. Còn không tha người. Hạo Trường Quận chụp một cái vào hư không, chung lớn hóa thành lưu quan bay tới, hai vị địa tiên bên trong đã sớm ngất đi. Thấy địa tiên nhà mình không có chuyện gì, Ngô Quảng Đức hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt quan tới chỗ hạt châu lơ lửng ở giữa không trung, và mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, hắn nhướng mày hỏi. Hạo Trường Quận, công kích lâu như vậy vẫn không phá được hạt châu này ra sao? Hạo Trường Quận khổ sở gật đầu nói. Ba đứa hậu bối nhà ta đều đã hy sinh, lần này thiệt thòi lớn. Ha ha ha, đáng đời. Trần Vô Tiên cười lạnh một tiếng, bay tới chỗ hạt châu, phóng ra một cái huyết sắc đại thủ ấn, muốn tiếp tục công kích. Ngô Quảng Đức bận tâm ngô tà, nên có chút không dám đi qua tấn công. Lục Ly đã dò xét rõ ràng được tình huống bên ngoài, hắn vốn định lấy mạng ngô tà đi uy hiếp. Nhưng nghĩ đến hạo trường quận có thể bỏ qua đám người hạo xuyên, mà mấy người ma hoàng giới đều là người điên, rất có thể cũng sẽ không quản sự sống chết của ngô tà. Lục Ly trầm ngâm chốc lát, truyền âm ra. Ngô gia tộc trưởng, ngươi mặc kệ sự sống chết của ngô tà sao. Ngô Quảng Đức nháy mắt với Trần Vô Tiên, Trần Vô Tiên dừng tấn công lại, Ngô Quảng Đức bay đến, lạnh lẽo quát. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta đã giúp ngươi sang bằng lãnh đế thành rồi, ngươi còn không thả người. Thả người cũng được. Giọng nói của Lục Ly tục vang lên, hắn chân thành nói. Hơn nữa sau khi ta thả người, còn có thể lập tức giải trừ hồn ấn, để ngô tà công tử hoàn hảo rời đi thật sự con ngươi ngô quản đức lóe sáng ngô tà là cháu ruột của hắn trong vô số cháu trai cháu gái hắn yêu thích nhất chính là ngô tà tất nhiên lục ly nói ta có lòng tốt thực lực công tử nhà ngươi không quá mạnh ta thêm một hồn nô cũng không nhiều ít đi một cái cũng không thiếu các ngươi đồng ý với ta một điều kiện ta sẽ lập tức thả người Ta lấy danh nghĩa đấu thiên đại đế ra thề, nếu như ta không thả người ta sẽ không sống quá ngày mai. Hả? Ngô Quảng Đức hơi có chút kích động, đấu thiên đại đế là đại năng thần giới, người bình thường không dám lấy danh nghĩa đấu thiên đại đế ra thề. Ngộ nhở bị đấu thiên đại đế cảm ứng được, giáng xuống thần phạt lập tức giết chết. Ngô Quảng Đức nặng nề gật đầu nói. Ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận, đều được. Ha ha, tuyệt không quá phận. Lục Ly cười nhạt, sau đó giọng nói trở nên đằng đằng sát khí. Các ngươi liên thủ giúp ta giết hóa thần Hạo gia, ta lập tức thả người. Bá bá bá. Sắc mặt Hạo Trường Quận lập tức trở nên âm trầm, hắn vốn bị đứt một cánh tay, nguyên khí tổn thương nặng nề, còn liên tục công kích lâu như vậy, phóng ra mấy lần áo nghĩa mạnh nhất, thương thế càng nặng hơn rồi. Lúc này chiến lực không bằng bảy thành lúc đầu, đối mặt hai tên điên ma hoàng giới, hắn tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Quảng Đức đang nghe chuyện trên TV Audio CV và Trần Vô Tiên liếc nhau một cái, trong mắt hai người chợt lóe sát cơ. Chỉ cần cứu được Ngô Tà, Ngô Quảng Đức sẽ không tiếp tục kiên kỵ, hai người liên thủ tấn công Thiên Tà Châu, khả năng đoạt được hạt châu này sẽ rất lớn. Ma Hoàng Giới đều là người điên, bình thường nội đấu rất gay gắt, nhưng lúc ra ngoài lại vô cùng đoàn kết. Trước tiên liên thủ giết chết người phía ngoài, sau đó lại chiến một trận cũng không muộn. Nếu như tiêu diệt hạo trường quận, Nhất định hạt châu này là của Ma Hoàng giới rồi. Trong lòng hai người vốn có ý định, ba người liên thủ tấn công, một khi lấy được hạt châu, hai người lại kích sát Hạo Trường Quận trước. Nhất thời trong thân thể hai người có sát khí tuôn ra, ánh mắt đồng thời khóa chặt Hạo Trường Quận. Nội tâm Hạo Trường Quận rung lên, không dám chần chờ, thân thể hóa thành một đầu cuồng long bay thẳng về phía đông nam, sau khi bay ra một khoảng cách, thân thể lập tức biến mất ở giữa không trung. Muốn chạy trốn sao? Muộn rồi. Trần Vô Tiên vung tay lên, huyết sắc đại thủ ấn vẫn luôn ngưng tụ trên bầu trời, đột nhiên chụp xuống phía dưới, nương theo bàn tay to chụp xuống, không gian chấn động kịch liệt. Thân thể Hạo Trường quận lập tức hiện lên giữa không trung, tốc độ giảm đi, giống như động tác bị chậm lại, tốc độ chậm gấp mấy chục. Zé. Yes. Trong tay Ngô Quảng Đức xuất hiện một cây trường thương, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt tới, trong nháy mắt đã tới phía sau Hạo Trường quận trên đầu thương ố vàng của hắn lóe lên tia sáng lấp lánh bốn phía không xung quanh mũi thương trực tiếp nát vụn cũng không biết là cái áo nghĩa gì suy trường thương đâm vào phía sau lưng hạo trường quận nhanh như chớp chiến giáp bán thần khí bên ngoài cơ thể hạo trường quận hiện lên nhưng trường thương lại trở nên hư ảo tiếp tục đâm vào ngô quảng đức trong miệng hạo trường quận phun ra một nguồn máu tươi hai tay kết ấn liều chết ngưng tụ ra một thanh hủy diệt chi kiếm mạnh mẽ đánh về phía Ngô Quảng Đức ở sau lưng. Ha ha ha! Ngô Quảng Đức nhếch miệng cười lớn, thân thể không lùi. Trường Thương tiếp tục đâm vào, đồng thời vung tay phải chụp xuống đầu Hạo Trường Quận. ầm! Um. Hủy Diệt Chi kiếm đánh xuống, thân thể Ngô Quảng Đức và Hạo Trường Quận đều bị nện xuống dưới. Phía dưới sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất trong vòng ngàn dặm đều chấn động. Hưu! Trong bụi mù. Thân thể Ngô Quảng Đức Nhiễm đầy máu bay vụt lên, trong tay của hắn nắm một cổ thi thể, chính là Hạo Trường Quận. Thân thể hắn bay về phía Thiên Tà Châu, gầm lên. "Lục Ly, thả người đi, Hạo Trường Quận đã bị ta giết chết." Hưu. Thân thể Trần Vô Tiên bay đi, Địa Tiên Hạo Gia vừa định lẫn trốn bị hắn dùng một chưởng chụp chết. "Không tồi." Giọng nói Lục Ly truyền ra, tiếp theo Thiên Tà Châu chợt lóe sáng, Ngô Tà bay ra ngoài. Ngô tà vừa đi ra lập tức vui mừng bay đến chỗ ngô quảng đức, quốc tức gào to. Gia gia. Không tệ. Lục ly ngươi quả nhiên là một nhân vật. Ngô quảng đức nuốt một viên đang dược chữa thương, sau khi dùng thần niệm dò xét ngô tà, thấy trong đầu hắn đã không còn hồn dẫn, khôi phục tự do thì tán thành gật đầu. Bên kia trần vô tiên bay tới, liếc mắt nhìn ngô tà một cái, rồi hướng ánh mắt về phía thiên tà châu, mở miệng nói. Lục tiểu hữu, ngươi đã từng nghe nói qua một câu cổ ngữ thất phu vô tội hoài bích có tội thực lực của ngươi quá thấp ngươi không cách nào chiếm cứ hạt châu này đưa ra điều kiện đi phải như thế nào mới có thể nhường hạt châu lại ngươi muốn thiên tà châu giọng nói âm u của lục ly truyền ra hắn trầm ngâm chốc lát nói vấn đề là hạt châu chỉ có một mà các ngươi lại có hai người nếu không các ngươi chiến một trận trước còn dư lại một người chúng ta sẽ bàn tiếp hả Trần Vô Tiên và Ngô Quảng Đức liếc mắt nhìn nhau, Ngô Quảng Đức trùng mình, vừa rồi hắn vì giết chết hạo trường quận, mà đã thừa nhận một kích hủy diệt chi kiếm, bị thương rồi. Nếu như Trần Vô Tiên động thủ, rất có thể hắn sẽ bị giết. Ha ha! Trần Vô Tiên lại cười nhạt, đùa cợt nói. Lục tiểu hữu, hình như ngươi dùng chiêu kích bắt ly gián này rất điêu luyện thì phải. Đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của chúng ta, bớt dùng chiêu trò đi, chân thành một chút không được sao. Lúc trước Lục Ly đã dùng qua một chiêu này rồi, mượn đao của Trần Vô Tiên và Ngô Quảng Đức tiêu diệt hạo trường quận, hiện tại lại tới khích bắt Ly Gián. Nếu như Trần Vô Tiên chỉ là trẻ con vắt mũi chưa sạch, có lẽ sẽ bị lừa. Nhưng Lục Ly chưa đưa ra cái hứa hẹn gì, đã muốn để Trần Vô Tiên thủ tiêu Ngô Quảng Đức. Nếu như Lục Ly cũng lấy đấu thiên đại đế ra thề giống như vừa rồi, có lẽ Trần Vô Tiên còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng chỉ mấy câu nói đã muốn mượn đao giết người, hắn đang sỉ nhục chỉ số thông minh của trần vô tiên sao đương nhiên những lời này của lục ly không phải là không có tác dụng ít nhất lúc này ngô quảng đức đang thời thời khắc khắc đề phòng phòng ngừa trần vô tiên hạ sát thủ đám người ma hoàng giới đều là người điên những lời này cũng không phải là tùy tiện nói chơi lục ly khích bác ly dáng thất bại cũng không xấu hổ mà truyền ra một tiếng cười nói vị tiền bối ma hoàng giới này cũng đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của ta nếu ta khiến ra khỏi Thiên Tà Châu, sợ rằng sẽ bị ngươi chém giết trước tiên đi." Trần Vô Tiên nhún vai nói, "Ta có thể thề với ngươi như vậy, nhất định bảo vệ ngươi Chu Toàn, nếu như ngươi chết, lão phu lập tức tự sát." Lục Ly không còn lời nào để nói, hai người căn bản không phá được Thiên Tà Châu, hắn cũng không tính toán đưa Thiên Tà Châu cho hai người, cho nên nói nhảm nữa cũng không có ý nghĩa. Ta suy nghĩ một chút. Sau khi hắn ném ra một câu liền dứt khoát bế quan nhập định. Một bên tiếp tục tu luyện, một bên luyện hóa phong ấn thiên tà châu, tìm hiểu áo nghĩa. Hắn ở trong cổ thần cấm địa cảm ngộ được một cái áo nghĩa phong hệ, vậy mà cái áo nghĩa này có thể khống chế linh phong. Có thể thấy được cái áo nghĩa phong hệ này không phải áo nghĩa phổ thông, Lục Ly muốn tìm hiểu thêm một chút, xem có thể có đột phá lớn hay không. Bên ngoài Trần Vô Tiên và Ngô Quảng Đức chờ đợi trong chốc lát, Ngô Quảng Đức vẫy tay với địa tiên Ngô Gia đã tỉnh lại ở nơi xa nói. Đưa thiếu gia đi. Thực lực Ngô Tà quá thấp, lúc nào Trung Hoàng giới cũng có khả năng xảy ra đại chiến, thậm chí hắn cũng có thể chết đi, Ngô Tà ở lại nơi này không thích hợp. Gia Gia. Ngô Tà lo lắng kêu một tiếng, Ngô Quảng Đức vất tay, vị địa tiên kia mang theo Ngô Tà bay đi. Ngô Quảng Đức lau sạch vết máu trên mặt, nhìn Trần Vô Tiên hỏi. Lão Trần, làm sao bây giờ? xem ra tiểu tử này chuẩn bị kéo dài thời gian rồi công kích công phá nó rồi hãy nói trần vô tiên chờ đợi một hồi biết lục ly sẽ không ngoan ngoãn dâng lên thiên tà châu hắn đánh ra một cái khô lâu đại thủ ấn quanh kích về phía thiên tà châu ngô quảng đức lại nuốt một viên đang dược chữa thương bay sang bên cạnh một đoạn đột nhiên đâm ra một thương vậy mà đầu thương xuyên thủng hư không xuất hiện ở xung quanh hạt châu nặng nề đánh xuống hạt châu ầm Phanh Hai người thay phiên tấn công Gần như không có ngừng nghỉ Hai người thay phiên tấn công không quá phí sức Người tấn công một vòng ta tấn công một vòng Hai người không có phóng thích đại thần thông Chỉ dùng áo nghĩa bình thường tấn công Sau khi công kích trọn 6-7 canh giờ Hạt Châu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào Mỗi lần tấn công Hạt Châu chỉ hơi phát sáng Sau đó lại trở về yên tĩnh Hai người âm thầm kinh hãi, năng lượng chứa đựng trong hạt châu này mạnh như thế nào? Cho dù bán thần khí cường đại, bị hai người đánh lâu như vậy, thì cũng đã sớm báo hỏng rồi. Quả nhiên vật này là thần khí. Hai người gia tăng lực công kích, sau 6-7 canh giờ thương thế của Ngô Quảng Đức đã tốt hơn rồi, hắn không lo lắng trần vô tiên đánh lén hắn, hai người tiếp tục công kích. Hư hư hư. Tiếp tục trôi qua 4 canh giờ, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một nhóm người bay tới. Hai người nhìn lướt qua phát hiện là quân hồng diệp mang theo một đám địa tiên địa hoàng giới và tộc trưởng lý gia cùng địa tiên huyền minh giới bay tới hả địa tiên nhâm gia đã ở trong đội ngũ không phải ban đầu địa tiên nhâm gia và địa tiên trần gia ngô gia ở chung một chỗ sao tại sao lại không thấy địa tiên trần gia ngô gia nữa hai người trần vô tiên và ngô quảng đức có một loại dự cảm xấu bởi vì trừ địa tiên hai nhà bọn họ ra người còn lại gần như đều tới Ban đầu lục đại gia tộc bọn họ có được 12 hóa thần cảnh, bị lãnh gia giết 4 người. Tộc trưởng nhâm gia chiến tử, hai vị hóa thần ngô gia và trần gia chiến tử, lý gia huyền minh giới cũng có một vị hóa thần chiến tử. Cộng thêm hạo trường quận bị ngô quảng đức trần vô tiên giết chết. 12 hóa thần chỉ còn lại 7, trừ ngô quảng đức trần vô tiên ra, năm vị hóa thần còn dư lại đều đã tới, hơn nửa đội ngũ vốn chia thành hai lúc này toàn bộ địa tiên lại tụ tập ở chung một chỗ hai người đều cảm thấy một chút không ổn hai người hoài nghi quân hồng diệp liên hiệp hạo gia và lý gia nhâm gia huyền minh giới muốn liên thủ đối phó bọn họ trường quận thúc một vị hóa thần hạo gia khác thấy thi thể hạo trường quận trên mặt đất thì nhất thời bi thương gào thét sát khí trên người hắn tuôn ra giận dữ gầm lên liên thủ giết bọn họ các ngươi dám trần vô tiên gào to dám đụng đến chúng ta hai tộc chúng ta tất diệt bốn tộc các ngươi Vậy sao? Quân Hồng Diệp cười lạnh, vung tay lên nói. Diệt hai lão cẩu này, cùng nhau động thủ. Hư hư hư. Tộc trưởng Lý Gia cùng một vị hóa thần khác của Nhâm Gia và ba vị hóa thần quân gia Hạo Gia đều bay vụt lên. Còn lại địa tiên không tham gia vào chiến đấu của hóa thần, nếu bọn họ dám nhích tới gần sẽ bị giết chết toàn bộ, bọn họ còn không có ngu như vậy. Đi. Trần Vô Tiên và Ngô Quảng Đức không ngốc, hai người phân biệt phóng ra một lần áo nghĩa mạnh mẽ tấn công phóng về phía bắc như mũi tên nhọn hai người đúng là người điên nhưng không phải người ngu hai đại hóa thần đối chiến năm hóa thần cho dù hai người có khả năng giết chết một hai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ trên thân thể hai người đều sáng lên một đạo huyết quang tốc độ đột nhiên tăng mạnh chỉ một hơi thời gian đã biến mất ở cuối chân trời phía xa đám người quân hồng diệp muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp đáng tiếc Quân Hồng Diệp có một chút nhức đầu, đám người ma hoàng giới đều có một loại bí thuật huyết độn. Bí thuật này dùng để chạy trốn quá nhanh, căn bản đuổi không kịp, đây cũng là một nguyên nhân khiến mọi người kiên dè người ma hoàng giới. Đừng đuổi theo. Thấy hóa thần hạo gia còn muốn đi truy sát, quân hồng diệp gầm lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên tà châu càng thêm nhức đầu. Bởi vì bên trong còn có thân tôn tử của hắn, hắn khó có thể mặc kệ thân tôn tử của mình nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha